Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn Toán lớp 7, sách Chân Trời Sáng Tạo. Chương 3, bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác. Cũng giống như hình hộp chữ nhật và hình lập phương, thì ta cũng tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. Rồi cụ thể chúng ta vào phần nội dung chính của bài hôm nay. 1. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Ở đây các em hiểu diện tích xung quanh của một hình lăng trụ đứng chính là tổng diện tích của các mặt xung quanh. Đối với hình lăng trụ đứng tam giác thì diện tích xung quanh nó chính là tổng diện tích của ba mặt xung quanh. Còn đối với hình lăng trụ đứng tứ giác thì diện tích xung quanh nó chính là tổng diện tích của bốn mặt xung quanh. Chúng ta trừ hai cái mặt đáy ra. Cụ thể các em vào phần hoạt động và khám phá 1. Quan sát lăng trụ đứng tam giác hình 1 và thực hiện các yêu cầu sau. A. Tính tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng. Rồi các em quan sát hình lăng trụ đứng tam giác. Bây giờ chúng ta phân tích ra. Các em tưởng tượng đây là một hình lăng trụ đứng tam giác bằng giấy. Bằng giấy bìa. Bây giờ các em cắt ra và các em trải phẳng ra như thế này. Chúng ta cắt ra và trải phẳng ra như thế này. Thì ba mặt bên của nó chính là ba hình chữ nhật được tô màu vàng này. Ghép lại với nhau thì chúng ta được một hình chữ nhật lớn. Được chưa? Nói cách khác, tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng chính là diện tích của cái hình chữ nhật màu hồng này. Mà hình chữ nhật màu hồng này có chiều dài là 2 cộng 4 cộng 3. 2 cộng 4 cộng 3. Chiều rộng là 3,5. Đúng không? Vậy diện tích của hình chữ nhật màu hồng này bằng chiều dài là 2 cộng 4 cộng 3 nhân với chiều rộng là 3,5. Thì đây chính là tổng diện tích của ba mặt bên hình lăng trụ đứng. Hay nói cách khác, đây cũng chính là diện tích xung quanh của cái hình lăng trụ đứng tam giác này. Được chưa? Và các em hiểu thêm 2 cộng 4 cộng 3 ở đây là gì? 2 nó chính là cạnh này này. 4 là cạnh này này. 3 là cạnh này này. 2 cộng 4 cộng 3 ở đây chính là chu vi của cái mặt đáy. Đúng không? Chính là chu vi của mặt đáy. Hay nói cách khác, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng thì sẽ bằng chu vi mặt đáy. 2 cộng 4 cộng 3 là chu vi mặt đáy. 3,5 ở đây. 3,5 ở đây là chiều cao. Tức là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng thì bằng chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Các em đã hình dung ra chưa? B. Gọi C đáy là chu vi đáy và H là chiều cao của hình lăng trụ đứng này. Bây giờ các em tính chu vi đáy nhân với chiều cao. À, như thầy giáo vừa phân tích trên rồi. Chu vi đáy ở đây chính là 2 cộng 4 cộng 3 nhân với chiều cao, tức là nhân với 3,5.
Thì nó chính là cái này. Nó chính là tổng diện tích của ba mặt bên hình lăng trụ đứng. Hay nói cách khác, chu vi đáy nhân với chiều cao nó chính là nó chính là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. C, so sánh kết quả của câu A và câu B. Chắc chắn là hai kết quả này nó bằng nhau rồi. Nó đều bằng 2 cộng 4 cộng 3 nhân 3,5. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là chúng ta làm câu A. Tính tổng diện tích của ba mặt bên. Tổng diện tích của ba cái hình chữ nhật màu vàng này. Tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng nè. Cụ thể ở đây là lăng trụ đứng tam giác nha. Mặt đáy của nó là hình tam giác. Diện tích của cái hình chữ nhật màu vàng lớn này thì nó bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Chiều dài là 2 cộng 4 cộng 3 nhân với chiều rộng. Chiều rộng đây. Chiều rộng này. Chiều rộng nó bằng 3,5. Bằng 3,5. 2 cộng 4 bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9. 9 nhân 3,5 bằng 31,5. Các cạnh có đơn vị đo là cm thì diện tích ở đây có đơn vị đo là cm vuông. Rồi tiếp theo là các em tính chu vi mặt đáy. Gọi C đáy là chu vi mặt đáy. Thì chu vi mặt đáy sẽ bằng cạnh này là 2 cm này. Cạnh này là 3 cm này. Cạnh này là 4 cm này. Thì chu vi của cái mặt đáy này sẽ bằng 2 cộng 4 cộng 3 bằng 9 cm. Do đó chu vi đáy mà nhân với chiều cao thì sẽ bằng 9 này. Chiều cao ở đây là 3,5 này. Đúng không? Chiều cao đây 3,5. 9 x 3,5 thì bằng 31,5 cm vuông. Hai cái này nó bằng nhau đúng không? Điều này có nghĩa là tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng thì sẽ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Mà tổng diện tích của ba mặt bên thì nó chính là diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Nói cách khác, diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Được chưa? Câu C là các em kết luận kết quả câu A và câu B là bằng nhau. Đều bằng 31,5. Rồi, chúng ta kết luận diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng. Ở đây nói chung là hình lăng trụ đứng. Các em hiểu là hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. Thì diện tích xung quanh đều bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Diện tích xung quanh chúng ta ký hiệu là S xung quanh. Chu vi đáy chúng ta ký hiệu là C đáy. Chiều cao ký hiệu là H. Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Được chưa? Nó cũng giống như là hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Thì diện tích xung quanh đều bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Và thể tích thì nó sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Còn thể tích thì chúng ta sẽ học ở phần tiếp theo. Chú ý, diện tích toàn phần của lăng trụ đứng. Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng chính là tổng diện tích các mặt. Hình lăng trụ đứng nó có bao nhiêu mặt thì các em cộng tất lại. Đó chính là diện tích toàn phần bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Rồi điều này là hiển nhiên rồi. Đúng không? Hình lăng trụ đứng thì nó có các mặt xung quanh và có hai đáy. Vậy diện tích toàn phần của nó thì sẽ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. Điều này là hiển nhiên đúng không? Diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân với chiều cao
Diện tích toàn phần, thầy giáo ký hiệu là STP, tức là S toàn phần, thì sẽ bằng diện tích xung quanh này cộng thêm diện tích của hai mặt đáy. Mà hai mặt đáy của hình nâng trụ nó bằng nhau, nó có diện tích bằng nhau. Vậy chúng ta chỉ việc cộng với diện tích của một mặt đáy nhân với 2. Thì đây chính là diện tích toàn phần. Rồi bây giờ thì các em có thể tính được diện tích xung quanh của cái hình lăng trụ đứng ở hình 1 này không? Các em có thể tính được diện tích xung quanh của cái hình lăng trụ đứng tam giác này không? Ta có diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ở hình 1 bằng bao nhiêu? Cạnh này này bằng 2 này. Cạnh này này bằng 3. Chúng ta vừa học xong đúng không? Diện tích xung quanh thì bằng cái gì? Bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy ở đây chính là chu vi của cái hình tam giác này. Các em lấy 2 cộng 4 cộng 3 hay là 2 cộng 3 cộng 4. Thì đây là chu vi đáy này. Chiều cao là cái cạnh này, này. Chiều cao bằng 3,5 nhân với 3,5. 2 cộng 4 cộng 3 bằng 9. 9 nhân 3,5 bằng 31,5 cm². Tiếp theo là các em sang phần thực hành 1. Các em tính diện tích xung quanh của cái lăng trụ đứng này. Thì đây là lăng trụ đứng. Có đáy là hình có đáy là hình thang, có đáy là hình tứ giác. Cho nên hình lăng trụ đứng này gọi là hình lăng trụ đứng tứ giác. Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng có đáy là hình thang được cho trong hình 2. Rồi các em cứ áp dụng công thức thôi. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng, tức là hình 2, là diện tích xung quanh, ký hiệu là S xung quanh, bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy ở đây chính là chu vi của cái hình thang này này. Chu vi của một hình thì nó bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó. Ở đây các em lấy 4 cộng 4 cộng 5 cộng 7 là chu vi đáy. Chiều cao ở đây là cạnh này. Chiều cao là 6, các em nhân với 6. 4 cộng 4 cộng 5 cộng 7 bằng bao nhiêu? 4 cộng 4 bằng 8 này, 8 cộng 5 bằng 13. 13 mà cộng với 7 bằng 20. 20 nhân với 6. 2 nhân 6 bằng 12 bằng 120 cm². Các cạnh có số đo là cm thì diện tích có số đo là cm². Thì đây chính là diện tích xung quanh. Nó đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo, các em sang phần 2, thể tích của hình lăng trụ đứng. Hình hộp chữ nhật thì nó cũng là một hình lăng trụ đứng. Và thể tích của hình hộp chữ nhật thì bằng diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Thì thể tích của hình lăng trụ đứng bất kỳ cũng được tính như vậy. Chúng ta cũng lấy diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Để giải thích điều này thì chúng ta cùng vào phần hoạt động và khám phá 2. Cho hình hộp chữ nhật với kích thước như hình 3A. Chiều dài là 4, chiều rộng là 3 và chiều cao là 6, đơn vị đo là cm. Hình hộp này được cắt đi một nửa. Cắt đi một nửa. Để có hình lăng trụ đứng như hình 3B. Chúng ta cắt đi một nửa theo cái đường chéo này. Đúng không? Thì ta được một hình lăng trụ đứng tam giác như hình 3B. Được chưa? Từ đó chúng ta có thể suy ra là thể tích của cái hình lăng trụ đứng tam giác này nó sẽ bằng một nửa thể tích của cái hình hộp chữ nhật này. Đúng không? Tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật
Thì chúng ta đã học rồi. Diện tích mặt đáy là 4 nhân 3 nhân với chiều cao là nhân với 6. Tức là thể tích của cái hình hộp chữ nhật này thì bằng 4 nhân 3 nhân 6. Đúng không? 4 nhân 3 là diện tích mặt đáy. 6 là chiều cao. 4 nhân 3 nhân 6 bằng 72. Tất nhiên là 72 cm khối. B. Dự đoán thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác dựa vào thể tích hình hộp chữ nhật ở câu A. Cái hình hộp chữ nhật này cắt đi một nửa thì được cái hình lăng trụ đứng này. Từ đó chúng ta suy ra, chúng ta có thể dự đoán được thể tích của cái hình lăng trụ đứng này nó bằng một nửa thể tích của hình hộp chữ nhật, tức là bằng 72 chia 2 và bằng 36 cm khối. Đây là chúng ta dự đoán đây nha. C. Gọi S đáy là diện tích mặt đáy và H là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác. Hãy tính diện tích đáy nhân chiều cao. Các em tính xem diện tích đáy nhân chiều cao bằng bao nhiêu. Diện tích đáy chính là diện tích của cái hình tam giác này. Đúng không? Diện tích đáy chính là diện tích của cái hình tam giác này. Em hình dung ra chưa? Diện tích mặt đáy này. Hình tam giác này là hình tam giác vuông này. Bởi vì cái mặt đáy này là hình chữ nhật. Có đúng không? Cái mặt đáy này là hình chữ nhật. Cho nên cái góc này này là góc vuông. Góc này là góc vuông. Vậy cái hình tam giác này là hình tam giác vuông. Hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất là cạnh này. Nó bằng mấy? Nó bằng 4 này. Cạnh này bằng 3 này. Rồi có đúng là cái hình này là hình tam giác vuông không? Đúng không? Góc vuông đây. Cạnh góc vuông thứ nhất là 4. Cạnh góc vuông thứ hai là 3. Cái hình tam giác vuông này nó có diện tích bằng nửa cái hình chữ nhật này. Đúng không? Vậy nó bằng 4 nhân 3 chia 2. 4 nhân 3 chia 2. Các em cũng có thể hiểu là muốn tính diện tích của một hình tam giác vuông thì các em lấy độ dài hai cạnh góc vuông nhân với nhau rồi chia 2. Các em lấy 4 nhân 3 chia 2 bằng 6 cm vuông. Thì đây là diện tích mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác này. Tiếp theo là các em nhân với chiều cao. Diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy bằng 6 rồi. Chiều cao cũng bằng 6. Chiều cao đây bằng 6. Vậy ta có 6 nhân 6 bằng 36. Được chưa? D. So sánh diện tích đáy nhân chiều cao và kết quả dự đoán ở câu B. Kết quả dự đoán ở câu B là bằng 36. Diện tích đáy nhân chiều cao thì cũng bằng 36. Vậy là diện tích đáy nhân chiều cao và kết quả dự đoán ở câu B là bằng nhau. Đúng không? Câu B chúng ta dự đoán cái hình lăng trụ đứng này nó có thể tích bằng 36. Được chưa? Diện tích đáy nhân chiều cao cũng bằng 36. Vậy chúng ta suy ra là thể tích của hình lăng trụ đứng thì sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Rồi cụ thể thì chúng ta giải bài tập này như sau. Câu E. Trước hết là chúng ta tính thể tích của hình hộp chữ nhật. 4 nhân 3 nhân 6. Chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao bằng 72 cm khối. B. Dự đoán thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác bằng một nửa thể tích của hình hộp chữ nhật. Cụ thể là bằng bằng một nửa, ta lấy 72 chia 2 bằng 36 cm khối. C.
Các em tính diện tích đáy nhân chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác. Diện tích đáy, lấy độ dài hai cạnh góc vuông nhân với nhau chia 2 bằng 6 cm vuông. Suy ra diện tích đáy nhân chiều cao bằng 6 nhân 6 bằng 36 cm khối. Được chưa? Vậy diện tích đáy nhân chiều cao nó bằng bằng kết quả dự đoán ở câu B. Và kết quả dự đoán ở câu B là bằng nhau. Và cuối cùng là chúng ta tổng hợp lại thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Thể tích ký hiệu là V. Diện tích đáy ký hiệu là S đáy. Chiều cao ký hiệu là H. Ta có thể tích của hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Rồi ở đây các em hiểu là muốn tính thể tích của một hình lăng trụ đứng, có thể là lăng trụ đứng tam giác hay là lăng trụ đứng tứ giác, thì thể tích đều được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Rồi cụ thể chúng ta quay trở lại cái hình lăng trụ đứng tam giác này. Thì thể tích của cái hình lăng trụ đứng này sẽ bằng V sẽ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích đáy ở đây là 4 nhân 3 chia 2. Được chưa? Nó chính là diện tích của cái hình tam giác vuông này này. Bằng 4 nhân 3 chia 2. Chiều cao ở đây là 6 nhân 6. Và bằng 36 cm khối. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 2. Tính diện tích xung quanh của một cột bê tông hình lăng trụ đứng có chiều cao là 2 m và đáy là tam giác đều có cạnh là 0,5 m. Hình 4. Hình tam giác đều là hình như thế nào? Hình tam giác đều là hình có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau. Tức là 3 cạnh này đều bằng 0,5 m. Muốn tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng thì chúng ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Đúng không? Vậy diện tích xung quanh của cột bê tông hình 4 là chu vi đáy ở đây chính là chu vi của cái hình tam giác đều này. Tức là bằng tổng độ dài 3 cạnh của cái hình tam giác đều này. Mà mỗi cạnh của nó bằng 0,5 m rồi. Vậy tổng độ dài 3 cạnh thì sẽ bằng 0,5 nhân 3. Đúng không? Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Chu vi đáy của cái hình tam giác đều này bằng 0,5 nhân 3. Tiếp theo là chúng ta nhân với chiều cao. Chiều cao ở đây là 2. 0,5 nhân 2 trước, 0,5 nhân 2 bằng 1, 3 nhân 1 bằng 3. 3 mét vuông. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sang phần thực hành 3. Tính thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thang với kích thước đã cho như trong hình 5. Bây giờ muốn tính thể tích của một hình lăng trụ đứng thì chúng ta lấy diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Như vậy là trước hết là các em phải tính diện tích của cái đáy hình thang này. Hình thang này có cạnh đáy bé là 5, cạnh đáy lớn là 8, chiều cao là 4. Rồi ta có diện tích đáy của lăng trụ đứng tứ giác hình 5 là, tức là các em tính diện tích của cái hình thang này bằng cách lấy đáy bé cộng đáy lớn 5 cộng 8 nhân với chiều cao, sau đó chia cho 2, chia 2 nhân với chiều cao, chiều cao là 4. Năm cộng tám bằng 13,
13 nhân 4 chia 2 thì bằng 26. Em lấy 4 chia 2 trước, 4 chia 2 bằng 2. 13 nhân 2 bằng 26 cm vuông. Vậy thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác ở hình 5 là thể tích thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy ta tính được bằng 26 rồi. Chiều cao đây là 12. Nhân với 12. Rồi các em tính giúp thầy giáo xem là 26 nhân với 12 bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 312 không? Các cạnh ở đây đều có đơn vị đo là cm. Thì thể tích có đơn vị đo là cm khối. Được chưa? Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các video sau được thầy giáo đặt trong phần xây sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.